nữ sinh lớp 11 trong quán karaoke suốt 2 tiếng rồi cưỡng hiếp. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Anh, sinh năm 1999, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi hiếp dâm. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Tiến Anh học đến lớp 7 thì bỏ giữa chừng, đến nay vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Gia đình đối tượng này mở một quán karaoke mang tên Las Vegas ở xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường. Quán hát này nằm gần ngay trường cấp 3, nơi em NTB, sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đang theo học lớp 11. Vào khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 3, Tiến Anh đứng trước cửa quán thì thấy em B đi xe đạp điện chở một người bạn tên M đi qua thì bị Tiến Anh chặn lại rồi ép vào quán hát. Tại đây đối tượng chốt cửa, nhốt B suốt 2 tiếng đồng hồ, bất chấp nạn nhân gào thét xin thả ra. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi B đã thấm mệt, Tiến Anh dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm nạn nhân, thỏa mãn xong thú tính, Tiến Anh mới chịu thả em B ra về. Về đến nhà, em B đã kể lại cho người thân việc vừa bị Tiến Anh cưỡng bức. Ngay lập tức, gia đình nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng này. Sau khi củng cố hồ sơ và các chứng cứ liên quan, ngày 26 tháng 3, Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Anh về hành vi hiếp dâm. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.